có thư mời sự kiện ra mắt iPhone 16 Có luôn Ừ Vãi trưởng sớm thế Nhưng mà bây giờ có iPhone 16 rồi nhưng mà ta không đợi được đến tháng 9 Tao mua iPhone 11 mới được Sao lại iPhone 11? Ừ. 9 triệu à? Ừ, Dưới 10 triệu đúng không? Có 9 triệu thôi Sao lại mua iPhone 11? Để em tư vấn cho chị một vài con luôn này. Đầu tiên là mình sẽ nói đến cái phân khúc giá dưới 10 triệu đồng trước đi. Ở cái phân khúc này thì mình sẽ đề nghị à không phải là đề xuất với anh em là chúng ta không nên mua những chiếc điện thoại từ iPhone 11 trở về trước. Tại vì sao lại như vậy? Thứ nhất iPhone 11 trở về trước đối với cá nhân mình thấy rằng là mặc dù có lên iOS 18 nhưng mà nó chỉ là lên theo kiểu thay đổi giao diện thôi ấy. Chứ còn nếu như nói là để nó chạy ổn định được các tính năng của iOS 18 thì mình nghĩ là không đâu. Và cái thứ hai nó rất là ảnh hưởng tới thế hệ trẻ đó chính là cái thiết kế của nó cũng khá là cũ rồi. Bây giờ thì người người nhà nhà đều viền vuông đúng không? Bây giờ mình có thể nhiên cầm một chiếc điện thoại viền tròn ra thì trông nó cũng hơi buồn cười. Nên là cái tốt nhất thì mình sẽ đề xuất anh em tự chiếc điện thoại từ 12 trở lên và với cái mức giá này thì sẽ có hai chiếc điện thoại hai đại diện đó chính là iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn và iPhone 12 Pro. Nếu như anh em nào mà thích một chiếc điện thoại kiểu mỏng nhẹ này, đơn giản, giá rẻ hơn thì có thể ngắm qua chiếc iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn. Với chiếc máy này thì mình nghĩ rằng là nó vẫn có thể đáp ứng cho anh em được những cái tác vụ thông thường cơ bản nhẹ nhàng. Pin thì cũng không quá cao đâu, nhưng nó cũng tương đối ổn cho anh em trong vòng khoảng một nửa ngày hoặc là nếu như một ngày anh em sử dụng ít chẳng hạn thì mình thấy là nó cũng ok mình có check được tại cửa hàng XT Mobile thì iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất 64GB nó đang có mức giá khoảng tầm đâu đấy là 6 triệu 7 6 triệu 699 nghìn phải trưởng rẻ thế nhở đương nhiên là phiên bản cũ thôi nhưng mà mình không nghĩ rằng là iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn bây giờ nó sẽ như thế đâu còn nếu như mà anh em nào thấy rằng là ở uh, cái iPhone 12 nó thiếu đi một vài tính năng nó chỉ là phiên bản tiêu chuẩn thôi và cái 64GB nó hơi ít chẳng hạn thì mình sẽ có một cái đề xuất khác là iPhone 12 Pro. Tại vì phiên bản này ấy thì nó sẽ có hai cái thứ mà mình thấy rằng nó nâng cấp cực kỳ là ngon, à không thực ra là ba thứ, cái đầu tiên là về thiết kế chúng ta sẽ có một cái thiết kế bóng bẩy sang chảnh hơn với cái viền thép này, với cái mặt lưng nhám này, cụm ba camera, cái thứ hai đó chính là có camera tele, cái này thì cực kỳ là tốt với những người giống như mình, mình thích chụp kiểu tele, ấy, tại vì mình là một đứa chụp góc rộng rất là kém, là phiên bản base của iPhone 12 Pro nó đã có cái dung lượng là 128GB rồi cá nhân mình đánh giá là 128 GB là một phiên bản cần thiết trong thời điểm hiện tại tại vì khi mà chúng ta cập nhật lên những cái phiên bản hệ điều hành càng mới thì rõ ràng là cái bộ nhớ nó sẽ chiếm vào nhiều hơn và 64 GB là không đủ thì anh em có thể ngắm qua phiên bản 2 Pro mình cũng có trách được thì mức giá của nó sẽ nằm dưới 10 triệu đồng cụ thể là với cửa hàng XT Mobile thì mức giá của nó sẽ là 8 triệu 799 nghìn 8 triệu 8 nhé, thêm một k nữa là 8 triệu ,8, 8 rồi thì mình thấy rằng nó cũng khá là ok với anh em nào mà với cái mức giá như này đúng không? mình không nghĩ nó rẻ đâu. trước mới lấy con 12 Pro 256 GB nó phải tầm 11 12 triệu đấy. Ok, là lên cái phân khúc tầm 10 cho tới 15 triệu đồng. Thì mình thấy rằng là ở đây với cái phân khúc giá từ 10 đến 15 triệu đồng này ấy, thì nó sẽ có khá nhiều sự lựa chọn. Cái chiếc máy mà mọi người nghĩ đến nhiều nhất đó chính là iPhone 13 phiên bản tiêu chuẩn. À, chiếc máy này nó có cả hàng mới và kể cả hàng cũ luôn Mình đánh giá rằng đây là một chiếc máy khá ngon trong tầm giá này Khi mà chúng ta có con chip Apple A15 Đây là một con chip không phải yếu nha làm một con chip tương đối là mạnh cũng như là vô cùng ổn định về kể cả mặt hiệu năng này hay là về cái mức độ nhiệt độ nó cũng cực kỳ là ngon nên là nếu như mình đánh giá anh em muốn mua một chiếc điện thoại mà về kiểu làm tác vụ hỗn hợp theo kiểu là học tập làm việc hay kể cả thi thoảng chơi một vài tự game vui vui iPhone 13 phiên bản tiêu chuẩn với con chip Apple A15 nó sẽ hỗ trợ tương đối tốt cho điều này Ngoài ra thì iPhone 13 phiên bản tiêu chuẩn nó cũng sẽ có những cái đặc điểm khá là ngon Ví dụ như cụm camera Mình phải khẳng định luôn là camera của iPhone 13 đến thời điểm hiện tại nó vẫn cho một chất lượng quay chụp ổn với điều kiện đủ sáng Mình phải nhấn mạnh lại là với điều kiện đủ sáng nhé Còn thiếu sáng thì uh, rõ ràng là những chiếc flagship bây giờ vẫn phải mang ra tranh đấu với nhau mà Nên thành ra là chúng ta có thể hạn chế cái môi trường thiếu sáng một chút Hoặc là kiếm chỗ nào sáng sáng hơn mà chụp thì nó cũng ok Và một cái nữa đó chính là về khoản pin thì iPhone 13 phiên bản tiêu chuẩn Như mình nói phía bên, bên trên nó sẽ có cả hàng mới và hàng cũ thì anh em cân đối nhu cầu của mình để lựa chọn rõ ràng là với một chiếc điện thoại như kiểu lại phiên bản tiêu chuẩn ấy thì anh em dựa vào nhu cầu của mình để lựa chọn một chiếc máy nếu như bỏ tiền ra mua phiên bản mới thì chúng ta sẽ an tâm hơn về mặt bảo hành này được bóc siêu này và pin của nó cũng sẽ là cái pin mới nhất 100% còn nếu như mua hàng cũ thì chúng ta sẽ phải trách điều này nữa thì nó cũng khá là ok còn pin thì mình đánh giá là ổn cho những tác vụ cơ bản nhẹ nhàng chơi một vài ván game vui vui chiêu chiêu thì nó cũng sẽ đủ cho anh em trong vòng một ngày đấy còn nếu như mà chat hơn thì ôm theo cùng sản dự phòng nhé. iPhone cũ chơi game đỉnh nhất thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải gọi tên chiếc iPhone 14 Plus rồi. Tại vì nếu như chúng ta có tham khảo qua hoặc là đã từng nghe qua thì sẽ biết được rằng là cái dòng Plus của Apple ấy là một cái dòng nó khá là cân bằng giữa cái việc chơi game. đương nhiên là sẽ chơi những cái tựa game mà nó không yêu cầu về cái tần số các màn hình cao và cái thời lượng pin của nó cũng cực kỳ là ngon. Thì mình thấy rằng là 14 Plus thời điểm hiện tại nó vẫn cho mình một cái khả năng chơi game. Tất nhiên nó cũng là con chip Apple A15 thôi Nhưng mà nó là Apple A15 của 13 Pro Max đưa lên 14 Plus Chứ không phải là A15 của 13 thường Nên là hiệu năng nó sẽ cải thiện hơn Cũng như là thời lượng pin của dòng Plus thì bá cháy bỏ chết rồi Anh em không phải nghĩ đến chuyện đấy nữa Mức giá của 14 Plus thì nó cũng nằm dưới mức giá 15 triệu nha Cụ thể là với cửa hàng XT Mobile thì mình có trách được là iPhone 14 Plus phiên bản cũ hiện tại nó đang chỉ có mức giá là 12 triệu 899 nghìn Có nghĩa là khoảng 10, 13 triệu, gọi là 13 triệu đi cho nó dễ Thậm chí nhá, là 14 Plus phiên bản cũ ấy, nó còn rẻ hơn cả 13 phiên bản tiêu chuẩn Mà nó là phiên bản mới luôn á Sang chảnh thì chúng ta sẽ phải ngắm sang cái đời Pro Series Thì với cái mức giá khoảng 10, từ 10 đến 15 triệu này Thì chúng ta sẽ có một đại diện dòng Pro Pro Max luôn, to nhất luôn của cái dòng Pro đó chính là 12 Pro Max đây là một phiên bản điện thoại mà có thể nói rằng là nó cực kỳ sang trọng và rõ ràng là một hai năm trả lại đây anh em học sinh sinh viên săn đón nó cực kỳ là nhiều mình thấy rằng nhá, đa số rơi vào những cái dịp kiểu lễ tết mà anh em sắm điện thoại nhiều ấy thì những cái dòng như kiểu là 12 Pro 12 Pro Max này nó cháy hàng cực kỳ nhanh luôn rất khó kiếm được một chiếc điện thoại này luôn về hiệu năng của máy này thì Thực sự 12 Pro Max mình không đánh giá quá cao về mức độ ổn định của con chip, tại vì rõ ràng là con chip Apple A14 Bionic trên iPhone 12 Pro Max nó có hiện tượng quá nhiệt khi chúng ta sử dụng nó trong cái môi trường chơi game quá căng hoặc là sử dụng trong môi trường điều kiện ánh sáng ngoài trời để cho cái ánh sáng của máy nó đạt ở mức mắc ấy thì nó cũng nóng lên khá nhanh và thi thoảng cũng sẽ bị giảm sáng nữa. Còn lại thì nếu như anh em bảo mình là ờ mình không chơi game đâu, mình chỉ thích những cái sự sang trọng thôi thì rõ ràng là iPhone 12 Pro Max nó mang lại một cái sự sang trọng rõ ràng đúng không? ba camera này cũng to chứ không phải không nhá. viên thép này, mặt lưng kính nhám này. Ui, wow, nói chung là cầm ra ngoài đường thì anh em biết rồi đấy, với lại màn hình 6.7 in nữa. Thật thì hiện tại mà cầm con này ra thì nếu như không phải là một người nhìn quá nhiều về mặt điện thoại ấy, thì chúng ta khó mà phân biệt được con này với lại con 13 Pro Max nếu như chỉ nhìn mặt sau đấy. Tiếp đến là chúng ta sẽ tiến tới với phân khúc 15 cho tới 20 triệu đồng. Phân khúc này thì rõ ràng nó thuộc gọi là cận cao cấp rồi đấy, tầm trung đến tận cao cấp của những chiếc điện thoại rồi chứ không phải là những phân khúc dễ tiếp cận bình thường nữa thì mình thấy rằng trong cái phân khúc này mình sẽ mang đến đây tận hai đại diện hai à, chiếc máy này cũng xem xem giá nhau nó loanh quanh ở ngưỡng khoảng đâu đấy khoảng hơn 19 triệu một xíu thì sẽ có chiếc iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn về hàng mới trước đi đó chính là chiếc iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn hàng mới mà nên chúng ta sẽ có những cái yếu tố yên tâm thứ nhất là về mặt bảo hành chính hãng của Apple là phải chắc chắn phải có này tại vì chúng ta bóc hộp ra mà cái thứ hai cảm giác là bóc siêu và cái thứ ba là khi mà bóc một chiếc máy mới là như vậy thì chúng ta sẽ an tâm về mặt pin cũng như là những cái độ zin của nó tại vì một chiếc điện thoại cũ thì rõ ràng chúng ta sẽ phải kiểm tra về độ zin của linh kiện nó nhiều hơn so với một chiếc điện thoại mới luôn mới vừa bóc ra thì có gì để kiểm tra đâu nhớ mà anh em lựa chọn một cửa hàng uy tín giống kiểu XT Mobile thì nó lại càng yên tâm hơn nữa còn nếu như xét về riêng cái con Apple iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn chúng ta ngó sang cái tầm giá này thì sẽ có thể mua được Xiaomi 14 Pro hoặc là Samsung Galaxy S23 Ultra thì mình thấy rằng nếu như mà xét về mặt thông số này hay là về những cái trang bị thì rõ ràng là con iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn này nó thu đứt đuôi luôn. Tại vì rõ ràng là anh em nhìn mà xem những chiếc điện thoại như kiểu là Samsung S23 Ultra hay là Xiaomi 14 Pro nó là cái dòng Pro rồi, nói chung là đã là flagship nhưng mà nó lại là cái phân khúc cao của flagship ấy chứ nó không phải là phân khúc bị cắt giảm. Còn iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn thì nó là phiên bản bị cắt giảm đi Nhưng cái gì tân tiến nhất ví dụ như là kiểu Apple A17 Pro Trên những cái dòng như kiểu là iPhone 15 Pro hay 15 Pro Max Thì rõ ràng là chiếc máy 15 thường nó không có đúng không Nó chỉ có một cái hay nhất là ok nếu mà anh em là iPhone Anh em thích sử dụng một chiếc điện thoại mà có những trang bị mới Nhìn vào như thấy là tân tiến ngay Ví dụ kiểu Dynamic Island Chiếc máy này nó sẽ đáp ứng được những nhu cầu như vậy Và ngoài ra thì iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn nó có cổng sạc tai c si này và nó cũng khá là nhỏ gọn nữa với cá nhân mình thì mình là rất cao vào cái sự nhỏ gọn này có lẽ là những chị em nữ thì sẽ thích chiếc iPhone 15 phiên bản tiêu chuẩn này. Cá nhân mình thì mình thích màu hồng với màu xanh min nhé. Thứ hai, đó chính là một sự lựa chọn dành cho anh em nam hơn một xíu, đó chính là dòng iPhone 14 Pro Max. Nhưng mà rõ ràng là mức giá nó không chênh nhau quá nhiều. Tại cửa hàng XT Mobile thì mình thấy rằng là 14 Pro Max cũ nó có pay trên pay ngon, nhưng mà chúng ta phải trang bị cho mình một lượng kiến thức nhất định để có thể đi test máy tại vì rõ ràng nó là một chiếc điện thoại cũ mà mình cũng đang sử dụng một chiếc 14 Pro Max màu tím không hiểu tại sao ngày xưa mua màu tím bây giờ nó chóc viền kinh khủng khiếp nhưng mà nó ngon nó vẫn sử dụng rất là ngon với những trang bị của nó nhá anh em nhìn xem có ở đây cái thiết kế sang trọng uh, vẫn có ở đây Dynamic Island vẫn có ở đây ba cụm camera cái thiếu của chiếc máy này so với 15 Pro Max với cá nhân mình tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ sẽ chỉ là cái cổng sạc tai si mà thôi Tại vì với mình thì action button là một thứ không quá quan trọng đối với mình Còn hiệu năng thì Apple A16 nó vẫn là một con chip rất mạnh từ cái thời điểm hiện tại Để mà tóm lại với chiếc iPhone 14 Pro Max này thì nếu như anh em nào thích cái sự tương đồng của 15 Pro Max nhưng không muốn bỏ ra quá nhiều tiền hoặc là chúng ta không dư giả quá về mặt kinh tế tài chính chẳng hạn thì có thể ngắm qua chiếc máy này nó vẫn đáp ứng cực kỳ ngon nhu cầu của anh em mình phải khẳng định điều đấy luôn tại vì rõ ràng là thời điểm này thì 15 Pro Max có lẽ nó sẽ hơn ở cái khoản AI nhưng mà AI nó chưa có bản chính thức và cái nữa là nó chỉ hỗ trợ tiếng Anh thôi nên là nó cũng không quá ảnh hưởng quá nhiều đến người Việt Nam mặt bằng chung đâu còn đây, phân khúc giá cuối cùng trên 20 triệu đồng. Với mức giá này rõ ràng là chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái gì tân tiến nhất, những cái gì mạnh mẽ nhất, những cái gì trang bị tốt nhất là 15 Pro và 15 Pro Max. Nếu như anh em nói là Apple bây giờ có cái gì hơn không thì thời điểm hiện tại điện thoại chưa có cái gì hơn cả. Là hai chiếc điện thoại 15 Pro và 15 Pro Max hàng mới nên là nó sẽ có mức giá nhỉnh hơn và cao hơn tương đối nhiều so với mức giá của chiếc điện thoại cũ này em đừng lấy điện thoại cũ ra check ở đây nhá còn về hai chiếc điện thoại này thì mình sẽ không chia làm đôi nữa mà mình sẽ nói chung với nhau thôi tại vì uh, trang bị của nó tương đối là giống nhau có ai trang này sự khác biệt nó chỉ là rất là nhỏ thôi thì hai chiếc điện thoại này tân tiến nhất này viền titan sang trọng thì khỏi phải bàn rồi a 7 pro rất mạnh AI đầy đủ, cái nữa là cụm cam ba camera quay hỗ trợ cả quay lốc anh em nào làm nghề hay là anh em nào mà có một cái kiến thức về máy ảnh về hình ảnh nhất định thì sẽ cần cái nữa là cổng sạc tai si cái này thì là cái mà mình nói vừa nãy rồi đấy mình thấy thiếu trên iPhone 14 Pro Max tại vì mình là một đứa cũng hay quay video trên điện thoại nên là nếu như có cổng sạc tai si thì cái truyền file hay đồng bộ giữa các thiết bị nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cổng sạc Lightning ngày trước thì mình nhớ rằng là hai chiếc điện thoại này nó cũng mức giá rất là cao đấy nhưng mà thời điểm hiện tại sau khoảng hơn một năm ra mắt thì cái mức giá của nó cũng đã rất là bình ổn rồi cụ thể thì mình có check qua ở tại cửa hàng của XT Mobile thì mức giá của iPhone 15 Pro nó sẽ chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 24 triệu tư nghĩa là 24 triệu 399 nghìn đấy. với iPhone 15 Pro Max thì sẽ là 28 triệu 399 nghìn mình nghĩ rằng nếu như mà anh em có quyết định mua iPhone 15 Pro hay 15 Pro Max mới thì chúng ta nên mua ngay đi tại vì uh, sắp tới sẽ ra iPhone 16 Pro và 16 Pro Max thì rõ ràng là mình khẳng định tỷ lệ rất là cao Apple sẽ khai tử luôn cái dòng 15 Pro 15 Pro Max. <laughs> mình nói là khai tử thôi chứ Apple chỉ là không mở bán dòng máy mới nữa thôi. Chứ còn cái việc mà hỗ trợ cập nhật thì rõ ràng là Apple vẫn sẽ làm rồi Tại vì một chiếc điện thoại của Apple mới ra mắt thì thường chúng ta sẽ được hỗ trợ ít nhất là 5 cho tới 6 năm mà Nên là cũng không phải lo về vấn đề này Để mà tóm gọn lại thì trên đây là 7 chiếc điện thoại mà mình tổng kết được Với từng phân khúc giá khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu khác nhau Ý kiến của anh em về 7 chiếc điện thoại như thế nào cũng như là anh em có bổ sung chiếc máy nào hay không Thì hãy comment phía dưới cho mình biết Đấy, chị chọn được chưa? Tao vẫn chọn iPhone 16 Mày nhá, định mua iPhone 11 đấy Úi giời ơi Mà cả nhà cả cửa 9 triệu đi mua iPhone 16 kiểu gì? Chào cô chị... À em từ chị lấy ngày mùng rằm